Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 32. Cỏ Long Tiên, Diệp Phàm này muốn. Khi giọng nói lạnh lùng này lan truyền khắp buổi đấu giá, Diệp Phàm bước vào, một tay nâng Đường Sở Sở đang cõng trên lưng và tay kia cầm thanh tu la kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía Diệp Phàm, rất nhiều người trong số họ đều kêu lên, là cậu tai. Cậu ta không phải là người mà Viêm Tông truy nã sao? Sao cậu ta dám công khai xuất hiện ở đây? Lúc này, đại đa số người có mặt tại buổi đấu giá đều nhận ra Diệp Phàm, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người của Viêm Tông có mặt ở đây nhìn Diệp Phàm, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với hơi thở lạnh lùng. Từ Dương, cửu trưởng lão của nội môn Viêm Tông, nhìn Diệp Phàm với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt và nói cậu thực sự ở đây. Diệp Phàm cõng Sở Sở đi tới, lại nói, Cỏ Long Tiên, tôi muốn. Nhóc con, chẳng lẽ cậu không biết tình cảnh hiện tại của mình sao? Còn muốn Cỏ Long Tiên, có lẽ ngay cả mạng của mình cậu cũng không thể giữ nổi. Đâu, một vị trưởng lão ngoại môn của Viêm Tông chỉ vào Diệp Phàm và hét lớn. Xoẹt! Diệp Phàm dùng ánh mắt lạnh lùng khát máu nhìn mọi người ở đây, lạnh lùng nói, ai cản đường tôi, chết! Mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy tư thái kiêu ngạo của Diệp Phàm. Họ chưa bao giờ thấy một người táo bạo và liều lĩnh như vậy, đã trở thành kẻ bị Viêm Tông truy nã mà vẫn dám xuất hiện trước mặt Viêm Tông một cách công khai và kiêu ngạo như vậy, thực sự không coi Viêm Tông ra gì. Tuổi còn trẻ, bản lĩnh không nhỏ, tính tình cũng không nhỏ, tuy nhiên, những kẻ chống lại Viêm Tông của ta sẽ chỉ nhận một kết cục duy nhất, đó là chết không chỗ chôn. Cậu cũng không ngoại lệ. Từ Dương nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Lãnh Phong. Ngay sau đó, Từ Dương trực tiếp hét lên, khi ông ta vừa dứt lời, một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ từ phía sau bước ra, hai tay cầm đao, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra hơi thở áp bức mãnh liệt. Lãnh Phong, người đứng thứ 195 trong bảng yêu nghiệt, là một trong ba thiên tài của nội môn Viêm Tông, nghe nói người này có đao pháp siêu phàm và đã lĩnh ngộ được đao ý tầng thứ ba. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn người đàn ông này. Trong thế giới tu hành, khi có một mức độ hiểu biết nhất định về đao đạo thì sẽ hiểu được đao ý, mà đao ý thì được chia từ tầng 1 đến tầng 9, cấp bậc lĩnh ngộ đao càng cao, sức mạnh thể hiện ra càng mạnh mẽ. Tất nhiên, ngoài đao ý, còn có kiếm ý, thương ý, ngũ hành chỉ ý, lôi ý, băng ý. V, tất cả đều được tạo ra khi hiểu biết về một sức mạnh nào đó ở một mức độ nhất định, tất cả đều được chia thành các cấp độ từ 1 đến 9. Tuy nhiên, muốn lĩnh ngộ được ý đó cũng không phải là điều dễ dàng như vậy, trong hàng ngàn thiên tài, chỉ có một số ít người có thể lĩnh ngộ được ý nào đó chứ đừng nói đến việc đã đạt được đao ý tầng thứ ba. Lãnh Phong là một trong ba thiên tài của nội môn, còn trẻ tuổi đã lĩnh ngộ được đao ý tầng thứ ba, điều này cho thấy tài năng của hắn ta mạnh mẽ đến mức nào. Giết cậu ta! Từ Dương chỉ vào Diệp Phàm và nói với Lãnh Phong, hắn ta dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đi từng bước một về phía đối phương. Thanh đao trong tay bắt đầu phát ra tiếng leng keng, như thể muốn lao ra khỏi vỏ, trên người hắn ta bắt đầu phóng thích ra một luồng đao ý đáng sợ, hơn nữa đao ý này vẫn đang dâng trào và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường của buổi đấu giá đều bị bao phủ trong đao ý đáng sợ này, tiếng đao rung đinh tai nhức óc mơ hồ vang lên bên tai mọi người, khiến người ta có cảm giác như một đội quân đông đảo và đao khí tung hoành. Xoẹt! Ngay khi Lãnh Phong cách Diệp Phàm 1 mét, thanh đao trong tay hắn ta liền ra khỏi vỏ, hóa thành một luồng đao quang kinh người, chém về phía Diệp Phàm. Khi một đao này hạ xuống, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời, xuyên qua bầu trời. Đao ý tầng thứ ba được Lãnh Phong ngưng tụ hồi lâu trực tiếp bùng nổ, khiến uy lực của một đao này không ngừng tăng lên, đạt đến trình độ không thể ngăn cản. Ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng khó có thể chống đỡ được một đao này. Về phần những người dưới cảnh giới âm dương thì khó có ai có thể sống sót được. Tất cả mọi người tại buổi đấu giá đều bị sốc khi nhìn thấy một đao này của Lãnh Phong, đặc biệt là một số thiên tài có mặt trong bảng yêu nghiệt đều nhìn Lãnh Phong với vẻ mặt ngơ ngác, cuối cùng trong lòng họ cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và đối phương lớn đến mức nào. Nhưng khi Diệp Phàm đối mặt với một đao ẩn chứa đao ý tầng thứ ba này, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái, thanh tu la kiếm trong tay hắn trực tiếp chém ra. Một kiếm này chém ra mà không có bất kỳ chiêu kiếm, và càng không có chút kiếm ý nào cả, đó chỉ là một chiêu kiếm bình thường nhất, bình thường đến. Nỗi mọi người có mặt đều nghĩ rằng hắn đã từ bỏ việc kháng cự.
nhưng sau khi chiêu kiếm này va chạm với một đao của Lãnh Phong thì liền bộc phát ra huyết quang ngút trời và sát ý vô tận. Phụt! Trong phút chốc, đao ý tầng thứ ba của Lãnh Phong đã bị dập tắt hoàn toàn bởi sát ý ẩn chứa trong chiêu kiếm này, bao gồm cả sức mạnh của một đao này. Cũng bị trấn áp. Lãnh Phong bị thổi bay ra ngoài ngay tại chỗ, trực tiếp bị nện dưới chân Từ Dương, điên cuồng hộc máu, thanh đao vốn là linh khí cao cấp trên tay hắn ta trực tiếp bị đánh gãy. Lúc này, toàn trường im lặng, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn to mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin được. Đứng trong top 200 trong bảng yêu nghiệt, còn là một trong ba thiên tài của nội môn Viêm Tông, lại còn lĩnh ngộ được đao ý tầng thứ ba, nhưng một thiên tài yêu nghiệt như vậy lại bị người ta dùng một chiêu kiếm áp chế. Hơn nữa trông đối phương càng trẻ hơn, điều này thật sự khiến người ta không thể tin được. Rốt cuộc thì người này có địa vị thế nào? Tại sao chưa từng nghe nói đến hắn trong bảng yêu nghiệt? Vào lúc này, các thế lực có mặt ở đây đều nhìn Diệp Phàm bàn luận sôi nổi, đều đang suốt đoán thân phận của hắn. Còn người của Viêm Tông thì đều vô cùng ngạc nhiên. Lãnh Phong thế nào? Lúc này Từ Dương cau mày nhìn Lãnh Phong và hỏi, hắn ta không ngừng hộc máu, thoạt nhìn thì bị thương rất nặng. Đưa cậu ta đi xuống chữa trị đi, Từ Dương trực tiếp hô to, lập tức có đệ tử của Viêm Tông tiến tới đỡ Lãnh Phong rời khỏi đây. Lão già này đã đánh giá thấp cậu, không nghĩ tới thực lực của cậu lại mạnh như vậy, khó trách cậu có thể giết chết Viêm Đình. Từ Dương liếc nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Diệp Phàm không để ý đến Từ Dương, mà cõng Đường Sở Sở trên lưng đi từng bước một về phía quầy đấu giá, ánh mắt dán chặt vào cỏ long tiên kia. Bắt lấy! Từ Dương nhìn Diệp Phàm và hét lên lạnh lùng, tất cả cường giả Viêm Tông có mặt tại đó lập tức ra tay, từng người bùng nổ ngọn lửa chân nguyên đáng sợ, và tấn công về phía Diệp Phàm. Chết! Trên mặt Diệp Phàm không có biểu cảm gì cả, trực tiếp phung kiếm chém ra, ngay lúc đó huyết quang tràn ngập, che khuất bầu trời, trực tiếp nuốt chửng tất cả cường giả của Viêm Tông. Trong phút chốc, những người thuộc Viêm Tông vừa ra tay không có người nào thoát khỏi, tất cả đều biến thành một đống tứ chi đứt gãy. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc, bọn họ đều thầm nuốt nước miếng. Sắc mặt của Từ Dương cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên sự âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ông ta đang định ra tay thì một giọng nói già nua vang lên, nhãi danh, cậu dám hành động ngạo mạn với các trưởng lão Viêm Tông, đúng là đang tìm đường chết. Suýt TL. Khi giọng nói này vang lên, một ông lão tóc bạc xuất hiện ở đây, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn đối phương. Lập tức nhớ tới bộ mặt người mà người của nhà họ Mạc ở Long Cấm trước đó biến thành, trông giống hệt người này. Nhãi danh, chúng ta lại gặp mặt, trước đó ở chiến trường cổ xưa kia, sư phụ của cậu đã giết gia chủ của nhà họ Mạc ta, còn sỉ nhục lão già này, hôm nay tôi muốn cậu chết không có chỗ chôn. Sắc mặt của ông lão này lạnh lùng hét lên, trên người tản ra sức mạnh âm dương khủng bố. Và ông ta chính là lão tổ của nhà họ Mạc, một trong 9 gia tộc lớn ở Thương Lan giới. Ông là lão tổ của nhà họ Mạc à? Từ Dương nhìn người này nói, đối phương vội vàng cúi đầu đáp vâng, trưởng lão. Nếu hôm nay ông bắt được cậu ta, nhà họ Mạc của các người có thể trở thành một gia tộc phụ thuộc của Viêm Tông chúng ta ở thế giới trung cấp này. Từ Dương lập tức nhìn về phía lão tổ của nhà họ Mạc và nói, trong mắt lão tổ này hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói, vâng. Trong mắt những thế lực khác có mặt đều lộ vẻ ghen tị. Về phần những gia chủ của các gia tộc lớn khác ở Thương Lan giới thì đều sôi nổi lên tiếng, chúng tôi sẵn sàng bắt kẻ phản bội này cho Viêm Tông. Chẳng bao lâu, tất cả lão tổ của các gia tộc lớn trong Thương Lan giới đều nhận được tin tức và xuất hiện ở đây, tất cả đều sẵn sàng ra tay với Diệp Phàm để trèo lên cái cây lớn như Viêm Tông, điều này sẽ củng cố hơn cho sự phát triển trong tương lai của các gia tộc lớn như bọn họ. Các thế lực khác chỉ có thể đứng nhìn những gia tộc lớn này nhân cơ hội xung xoe. Trong thế lực của họ hoặc là không có cường giả âm dương cảnh, hoặc đơn giản là họ không kịp đến Thương Lan giới. Kẻ cản đường tôi, chết! Diệp Phàm vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm và hét lên. Bùm! Lão tổ của nhà họ Mạc không lãng phí thời gian, thi triển ra một chiêu bí thuật, năng lượng âm dương quanh quẩn trên người ông ta, biến thành một trường ấn và bay về phía Diệp Phàm. Các lão tổ của các gia tộc lớn khác cũng không cam lòng bị bỏ xa phía sau và lần lượt ra tay, thi triển tuyệt kỹ của. Mỗi người và tấn công về phía Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả âm dương cảnh đồng thời ra tay, sức mạnh mà bọn họ bộc phát ra vô cùng kinh người. Để bảo vệ Sở Sở, Diệp Phàm trực tiếp kích hoạt 18 La Hán Kim Thân. Đột nhiên ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra, 18 La Hán Kim Thân vây quanh Diệp Phàm,
tản ra sức mạnh đáng sợ của kim thân, mạnh mẽ ngăn chặn mọi đòn tấn công của các lão tổ các gia tộc lớn, mà La Hán kim thân này thậm chí còn không động đậy chút nào. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, sắc mặt của các lão tổ của các gia tộc lớn đều thay đổi, trong mắt bọn họ đều lộ ra sự kinh ngạc nhìn về phía La Hán kim thân này. Đây là kim thân của Phật môn đúng không? Vậy mà cậu ta lại là một người tu Phật. Các cường giả ở đây nhìn Diệp Phàm và liên tục bị kinh ngạc, lão tổ của nhà họ Mạc nổi giận gầm lên, tên khốn kiếp, dám giả làm người của Phật môn, đi chết đi. Rầm rầm rầm. Vị lão tổ này không chút do dự kích hoạt cấm thuật, toàn bộ năng lượng âm dương trong cơ thể ông ta bộc phát ra ngoài, năng lượng âm dương trong trời. Đất cũng nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành một trưởng ấn tối cao, chấn áp về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ra lệnh, 18 La Hán kim thân đều đồng thời ra tay, mỗi người một trưởng đánh về phía lão tổ của nhà họ Mạc. Bùm, bùm, bùm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng ngút trời quét qua toàn bộ buổi đấu giá, những người xung quanh đồng loạt ra tay để chống lại tàn dư của nguồn năng lượng này. Những trưởng ấn của 18 La Hán kim thân này trực tiếp thổi bay trưởng ấn do lão tổ của nhà họ Mạc kích hoạt thành hư vô, bao gồm cả chính ông ta cũng đã bị trưởng ấn của 18 La Hán chấn áp thành bột. Một cường giả âm dương cảnh lại chết như vậy. Điều này khiến bầu không khí ở hiện trường trở nên trì trệ, lão tổ của các gia tộc lớn khác đều sợ hãi đến mức lùi về phía sau, Từ Dương cau mày và nhìn chăm chằm vào Diệp Phàm. Cậu cũng che giấu kỹ lắm, nhưng hôm nay cậu nhất định phải chết. Nếu như cậu không chết, uy nghiêm của Viêm Tông đã truyền thừa 10 vạn năm của chúng ta sẽ đi về đâu? Lúc này Từ Dương nhìn về phía Diệp Phàm, hét lớn với vẻ mặt uy nghiêm, trên người hắn ta bộc phát ra một luồng áp lực kinh khủng, năng lượng âm dương vô tận quét ra, hóa thành một cái lồng giam vô hình, bao trùm lấy Diệp Phàm. Bùm! Từ Dương tiến lên một bước, giống như ngàn vạn ngọn núi đè xuống, khiến cho không gian xung quanh bị vặn vẹo, vỡ nát, mặc dù sự áp bức này không nhằm vào người khác, nhưng cũng khiến những người khác có mặt tại buổi đấu giá không thể thở nổi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng trong đó, Diệp Phàm đang chịu áp lực tuyệt đối vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Lập tức, sắc mặt Từ Dương trầm xuống, ông ta đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Một chưởng này tập hợp năng lượng âm dương vô tận, đồng thời tập hợp tất cả ngọn lửa trong trời đất tới đây, tạo thành một chưởng hủy diệt bầu trời. Từ Dương không hề nương tay với đòn này và trực tiếp giải phóng sức mạnh âm dương cảnh cấp 7 của mình. Trong cảnh giới âm dương, mỗi lần thăng lên một cấp đều có sự khác biệt rất lớn. Âm dương cảnh mà Diệp Phàm từng đối phó trước đây đều chỉ là âm dương kính tầng thứ nhất và thứ hai, so với âm dương cảnh cấp 7, hoàn toàn cách xa nhau như trời với đất. Bùm! Đối mặt với một chưởng của Từ Dương, Diệp Phàm thu kiếm và trực tiếp đấm ra một quyền, sức mạnh của thân thể ngay lập tức bộc phát ra không chút. Thương xót, kết quả là một tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên tại chỗ. Một chưởng của Từ Dương ngay lập tức bị đánh tan bởi cú đấm của Diệp Phàm, mà cú đấm này không thể ngăn cản được, bay về phía ông ta. Lập tức, sắc mặt Từ Dương thay đổi lớn, ông ta nhanh chóng huy động sức mạnh toàn thân để hình thành phòng ngự chống lại cú đấm này. Kết quả là cú đấm của Diệp Phàm ở thế không thể ngăn cản, trực tiếp phá hủy tất cả phòng ngự của Từ Dương, đánh trúng điểm yếu của ông ta. Uống! Vào thời khắc mấu chốt, Từ Dương cưỡng ép thì triển một cấm thuật, một đóa sen lửa yếu ớt ngưng tụ trước mặt ông ta, mơ hồ tản ra hơi thở hủy diệt. Bùn! Cú đấm của Diệp Phàm khiến đóa hoa sen lửa này nổ tung tại chỗ, trực tiếp đánh vào người Từ Dương, toàn thân ông ta trong nháy mắt nổ tung, biến thành một đống tứ chỉ đứt gấy, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Mọi người có mặt đều chết lặng, hoàn toàn kinh ngạc đến choáng váng. Trưởng lão nội môn của Viêm Tông cứ vậy mà bị giết. Hơn nữa còn do bị một cú đấm đánh trúng. Trong một thời gian ngắn, họ rất khó để họ chấp nhận sự thật này. Diệp Phàm trực tiếp đi tới quầy đấu giá, một tay cầm lấy cỏ long tiên kia, người bán đấu giá căn bản không dám nói một lời nào. Sau khi lấy được cỏ long tiên, trong lòng Diệp Phàm đột nhiên hồi hộp, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Trái đất! Lập tức, Diệp Phàm nheo mắt lại, hắn đoán được bên phía trái đất có thể đã xảy ra chuyện, hắn cõng Sở Sở trên lưng, trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Cứ như vậy, sau khi giết các trưởng lão nội môn của Viêm Tông, Diệp Phàm công khai rời đi, nhưng không một ai dám ngăn cản, ngay cả những thiên tài trước đó muốn tranh giành cỏ long tiên cũng không dám nói một lời. Đại nhân, tại sao ngài không để tôi ngăn cậu ta lấy cỏ long tiên? Lúc này, trong một căn phòng phía trên nhà đấu giá, một ông lão mặc đồ trắng đang đứng ở đây,
quan sát những chuyện đang xảy ra ở tầng dưới, một người đứng cạnh ông ta tỏ ra khó hiểu hỏi. Tên này không phải người bình thường, có lẽ cậu ta sẽ có ích với chúng ta. Ông lão mặc áo trắng nhẹ nhàng nói, trong mắt sáng ngời. Lúc này, trái đất đang phải đối mặt với một thảm họa lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.